Lần này xin giới thiệu với anh em một mặt hàng mới nhập về, mẫu dao ghép cây và lọc cáp của hãng Fukuoka Giáp Băng. Mẫu dao này có chiều dài từ cán tới lưỡi là 20 cm anh em. Hai bên cán dao được ốp sừng rất cao cấp, rất đẹp. Lưỡi dao được làm từ thép không rỉ. Sống dao dày 3 ly rất chắc chắn. Mẫu dao này những anh em nào chuyên làm bên điện công trình thì mua về xài là dùng để mổ cáp hoặc là ta gọt vỏ dây điện đồ, rất là tuyệt vời. Rất cứng, thép này rất cứng và rất chắc. Sống dao nó dày. Như vậy là anh em yên tâm, khỏi lo sợ bị gãy lưỡi dao. Hoặc anh em làm bên nông nghiệp thì mua cái dao này về để ta ghép cây, ta ghép mắt cây. Nếu mà mấy anh em không xài trong hai lĩnh vực đó thì anh em có thể mua cái sản phẩm này về anh em ta đi phượt á, dùng để gọt trái cây hay là ta mổ gà, mổ cá gì đó cũng rất là ok. Gấp lại rất là gọn gàng, rất là tiện dụng, đút túi hay bỏ ba lô gì cũng rất là ok. Mình xin test cái độ bén cho anh em xem. Rất là sắc bén đó anh em xem, để cái nhẹ là đi lười. Mình bán sản phẩm này giá chỉ có 250.000 cộng phí ship một cây. Chỉ với 250.000 cộng phí ship là anh em đã sở hữu một cây dao gốc đẹp như vậy. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Một lần nữa thân ái chào anh em, chúc anh em một ngày mới gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Xin cảm ơn anh em.